mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên có một vị khách mời rất là đặc biệt. Trời ơi, hôm nay được một makeup artist đình đám YouTube makeup cho Tiên. Theo rất là nhiều các bạn đã comment trắng tin trên YouTube, Instagram rất là nhiều. Đó chính là chị ơi, chị nhìn giống Dayon quá, cho nên hôm nay quyết định sẽ để cho Tiên hóa trang Tiên thành Dayon trong Twice. Mọi người, Tiên sẽ cố gắng hết sức có thể. Tiên sẽ makeup cho Tiên giống cái tấm này. Cái tấm này của Dayon nha mọi người. Đúng rồi, cái tấm này giống Tiên nhất. Cái mũi hơi hơi giống. Đúng rồi. Tại mũi tôi hơi bị hết đó bà. Với lại nó hơi bị tròn tròn nó giống rồi. Với cái mũi á. Ok mọi người, bây giờ thì Tiên sẽ bắt đầu makeup cho Tiên nha. Ok, thì da mặt của Tiên nhìn hơi bị sa mạc tí á mọi người. Chắc hồi nãy tôi nghĩ là do bà tẩy trang với lại trước cái makeup á. Thường thường tẩy trang á xong cái mặt nó hơi khô, nó bị mất nước á, cho nên là Tiên sẽ sử dụng cái này của Chanel cho. Đỉnh. Mới giới thiệu cho Tiên xong mà Tiên thích mất cái thích luôn. Ok, Tiên sẽ làm một cái lớp lót. Với đặc biệt là trước khi đánh nền là da khách cũng như là da Tiên lúc nào cũng phải muốn nó phải đã mẩm á bà. Đánh nền thì nó mới có độ căng bóng á. Tiên đánh nền đúng lâu rồi. Lúc này là lâu nhất luôn á. Tôi kỹ rất là kỹ. Trời ơi. Trước khi make up cho khách là mọi người nhớ rửa tay nha. Mọi người nhớ là rửa chưa bà? Chưa rửa rồi nha. Kiểu khi bà đánh lên mặt cái lớp lót chưa khô và sẽ kiểu như nó sẽ mix kem nền này và nó sẽ làm lỏng và sẽ mất cái độ da phủ của nền đó, cho nên là Tiên sẽ đợi cái kem lót nó khô một xí. Lúc đầu nó hơi ướt phải không bà? Kiểu như nó hơi đít một chút nữa là bà đánh được rồi. Da Tiên đẹp lắm luôn mọi người. Kiểu cái này là cái làn da mà bằng phẳng mà Tiên rất là mơ. Da Quỳnh Thi cũng đẹp mà. Da Quỳnh Thi cũng đẹp nhưng mà kiểu hơi bị mụn á. Nó cũng có nhiều chỗ mà nó không được bằng á. Tôi rất là mong muốn cái vàng da này luôn á. Chứ lại da đẹp đánh nền mọi người dễ biết lắm. Đánh lên cái mọi người nghiêng nhiều góc á, cái nó sẽ có cái độ căng bóng nè. Ok, thì cái cushion mà Tiên đang sử dụng ngày hôm nay thì Tiên muốn giới thiệu cho các bạn cái cách mà Tiên mua hàng của cái sản phẩm này ha. Thì có một cái app nó gọi là Shopback. Thì nó sẽ có rất là nhiều các thương hiệu, ví dụ như là Lazada, Shopee, Tiki, rồi Lisibox này nọ. Thì để mà Tiên mua cái này á thì rất là đơn giản, Tiên vào cái app của Shopback, xong rồi Tiên bấm vô Shopee nha mọi người, xong rồi Tiên bấm vô Clotio. Thì nó sẽ ra một loạt những cái sản phẩm như vậy. Và Tiên chọn cái sản phẩm, cái ampoule cushion này với màu 004. Sau đó thì Tiên cứ bấm thanh toán bình thường thôi. Sau đó thì tầm 1 đến 3 ngày thì nó sẽ confirm là Tiên sẽ được cashback. Và trong 45 tới 60 ngày á, thì Tiên sẽ được trả tiền hoàn tiền lại trong tài khoản. Thì các bạn cũng thấy là trong cái Shopback này là Tiên cũng được hoàn lại khá là nhiều tiền. Tại vì Tiên mua sắm trong đây cũng khá nhiều á. Còn riêng Tiki thì nó sẽ hoàn tiền lại sau 90 ngày. Ok, thì Tiên sẽ có một cái link ở đây. Nếu mà các bạn bấm vô cái link này thì các bạn sẽ được luôn 50.000 trong tài khoản của các bạn. Cho nên là các bạn nhớ tải cái app này xuống nha mọi người. Ok, tải công ty đi. Ok, để Tiên tải cho. Hay quá ha. Để Tiên tải cho xong rồi cái cho mày tặng Tiên 50 ngàn luôn. Không, gửi cái liên quan cho điện thoại Tiên rồi Tiên bấm vô là được. Đó, nè, vậy nè. Đó, thấy chưa? Rồi, được ta nha. Tiếp theo thì đây là cái lần đầu tiên mà Tiên sử dụng cái cushion này luôn. Thì Tiên thấy là nó rất là hợp với những bạn nào mà kiểu da ít khuyết điểm với mọi người. Những bạn nào mà thích đánh cushion mà nó bóng bóng, nó mướt mướt á, thì Tiên nghĩ là cái này nó rất là hợp với các bạn luôn. Còn Tiên thì không có thích cái cảm giác đó. Chắc là do tùy da người ha. Thì Tiên nghĩ là bạn nào mà da đẹp giống Tiên hoặc là da ít khuyết điểm á nên xài cái này. Hoặc là những bạn mà thích kiểu đánh mà nó bóng á, khỏi phủ phấn cũng được phải không? Tại vì nó là ampoule cho nên nó sẽ có một cái tinh chất trong cái cushion này luôn, cho nên là đặc biệt nó dành cho những bạn da khô. Ok, tiếp theo là Tiên sẽ sử dụng concealer. Tiên sẽ che một ít vùng thâm dưới mắt của Tiên. Tiên sẽ cho một ít làm cái base. Ai make up chứ Tiên make up là yên tâm. CC. Chưa để share make up là chết đó. Cái hồi mà tôi biết share là tôi nhìn nó không biết hiểu sao tôi thấy share make up đẹp bạn. Chân thành thôi bạn, bạn nhìn ở ngoài đi mới ghê. Không thể. Chắc hôm trước là chắc tôi bị kiểu giống mấy cái fan mà của bạn bây giờ kiểu là thích nhìn bạn lồng lộn mà kiểu một con gái quyền lực á. Bây giờ Shane là con gái rồi á, cái fan của Shane nó cũng khác ngày xưa á. Tiếp theo là Tiên sẽ phủ phấn lại, nhưng mà an tâm là chút Tiên sẽ lấy lại cái độ căng bóng này. Nhiều bạn sợ phủ phấn kiểu nó sẽ sẽ bị mất cái căng bóng, nhưng mà về yên tâm kiểu bạn thấy tôi làm nhiều bước không, nhưng mà kiểu nhìn tổng thể lại nó rất là kiểu nó rất là tự nhiên luôn á. Là ca sĩ Hàn Quốc tôi thấy trên stage cũng đâu có phải là bóng đâu. Nó phải kiềm với bạn. Đúng rồi. Chứ không chảy mồ hôi đúng rồi. Đúng rồi. Tôi sẽ lấy một cây cỏ, tôi sẽ tán cho mấy cái Dummy Crease đúng không? Tiếp theo là Tiên sẽ sử dụng mà tôi nghĩ là chân mày chắc dùng cái sản phẩm nào cũng được. Too Cool for School. Ok. Beauty Box mình.
thì trong hình là Nayeon sẽ vẽ chân mày nó nâu nhạt giống cái màu tóc á. Cho nên màu tóc Ti thì thấy là nâu sáng thì Ti sẽ... Đúng rồi, đâu thấy đúng cái màu luôn á. Bây giờ làm chút xíu Q&A nha. Bây giờ mình gặp nhau sao ta? Biết Nguyên, nói chung biết Nguyên trước rồi sau đó lúc mà Nguyên chơi lại với Shen á, hay là xuất hiện trên channel của Shen thì tụi mình mới biết bà. Hồi đầu tiên mà gặp Ti á là cái hồi đi coi Blackpink lên Thái. Wow, thiệt hả? Chắc đúng là Ti chưa biết Ti. Tôi không có kiểu không có thấy thiệt. Tại tôi quay qua tôi chơi của Ti kìa. Không phải, Ti đi là bà biết tôi lúc đó rồi. Biết rồi. Tại vì hay, cũng hay coi video của Ti. Tại vì hồi đó Ti chưa có làm video YouTube nhiều. Kêu ủa Ti kìa, đứng kế luôn chứ. Đứng ai? Bà đi ai? Tôi đi bạn tôi. Bà đi bạn bà đó. Đem cái giỏ quay. Đúng rồi. Nhớ đi, mặc áo đen. Bây giờ Sam sẽ làm người dẫn chương trình cho người. Để cho nó đỡ nhạt đó mọi người. Tại vì nãy giờ Ti team focus mất chút á. Hai người đi đến nhau như thế nào? Chỉ biết Ti qua Sam luôn. Ti cũng qua Sam á. Nói chung là Ti chơi với Sam là Ti biết nhiều bạn lắm á. Lần đầu tiên mà hai người nói chuyện với nhau là hồi nào? Đi event của Beauty Box. Lần đầu gặp Ti à? Không phải không ta? Hình như vậy á. Hình như vậy á. Vậy đó hơi buồn không? Đúng rồi, không sức sống luôn á. Không thì bữa đó tôi cái lộn mà không muốn đi luôn á. Với lại tâm trạng được vui á, với lại do đi chung với bà này. Do đi chung bà mới đi đúng không? Đi chung với bạn được thì á, mới đi chứ mà đi bình thường đâu, chắc không đi đâu. Lần đầu tiên hai người đi chơi là khi nào? Là Beauty Box á. Cái sự kiện ở Beauty Box. Opening thì bữa đó là Tiên, Ti với Nguyên. Shen, bốn với mình đi sự kiện đó. Ấn tượng của hai người ở lần gặp nó là gì nè? Ti ngoài rất là đẹp mọi người. Không, Ti đẹp lắm luôn á. Cái mũi Ti rất là đẹp luôn mọi người. Ok, để đến tôi phải không? Thì lần đầu tiên ấn tượng Ti gặp Ti là bữa đó Ti rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, đẹp hơn. Trước đó là Ti đã coi những cái video của Ti rồi trên channel của Shen. Thì bữa đó lần đầu tiên gặp nhau thì thấy là bà rất là khác ở trên video luôn. Kiểu như video bà kiểu đẹp, đẹp, không có đẹp mà bà không đẹp mà bà kiểu nhẹ nhàng quá. Ở ngoài bữa đó bà xuất sắc sự. Tại bữa đó là Ti được một cái chuyên gia trang điểm Hàn Quốc make up cho bà. Bữa đó bà giống kiểu nhìn nó rất là Hàn Quốc luôn á. Nhìn đẹp lắm. Rồi đó bà nhảy đúng không? Nhảy không? Gì vậy bà? Anh phải chương trình hay cái gì mà phải không? Tôi nhớ bà đứng lên sân khấu và làm cái gì vậy? Make up cho tôi đâu? Tôi nhớ là Ti lên sân khấu. Đúng rồi, tao make up cho tôi á. Một điểm mà hai người thích về người kia. Mà chứ Ti thích Ti là tại vì Ti rất là hiền luôn. Hiền có người cũng như hiền từ tâm ra ngoài luôn vậy á. Giống vậy á. Giống Nguyên á, giống kiểu Nguyên á. Đúng rồi, tôi thấy tôi nhìn Nguyên có một cái gì đó rất là tôi trọng luôn á. Nguyên hiền lắm. Nhưng mà Ti lo Ti cũng bự lắm bé. Tao biết. Không, đúng rồi, tôi cũng bự nhưng mà Nguyên không có vậy. Không, Nguyên không có vậy. Nguyên là cứ vậy luôn á. Nhưng mà tôi chỉ bự với ai mà kiểu thân với tôi. Còn người khác là tôi rất là im luôn á. Nghĩ là tính bà giống tôi á. Nguyên đám mình kiểu hợp nhau á. Kiểu cũng người đứa này có những cái thứ mà đứa kia không có, cái nó hợp lại nó. Ai là người truyền cảm hứng cho Ti về make up và cách ăn mặc này nọ? Người mà truyền cảm hứng về make up cho Ti thì chắc là Pony. Ti rất là thích coi make up của Pony tại vì nhìn nó rất là xịn á. Cái loại người mà truyền cảm hứng fashion cho Ti thì chắc Blackpink. Nhưng mà Blackpink mới nổi lên thôi mà, trước đó thì Ti thích ai? Jennim, I'm Jennim. Ti thì kiểu Ti không có quan tâm về fashion cho lắm. Cho nên là Ti bận cái gì cũng được luôn á. Nếu mọi người không để ý kỹ, mọi người để ý kỹ mình sẽ biết đó là Ti là mặc đồ hiệu từ trên xuống dưới luôn á mọi người. Nhưng mà rất là kiểu đồ hiệu đơn giản á. Cái áo thun quần sọc rồi giày bình thường thôi, nhìn vô rất là kiểu không quan tâm, nhưng thật ra đó lại là nguyên một cái đồ hiệu luôn. Ti kiểu mặc những cái đồ mà kiểu nhiều người mặc thôi, với lại nó rất là đơn giản. Còn mấy cái của Ti thì sao nè? Cái người mà chuyện cảm biết ai đó. Ai đó nhưng mà đoán không ra nha. Ti biết luôn. Bà định nói Jeffrey phải không? Đúng rồi. Hiểu Jeffrey không phải là cái người truyền cảm hứng về make up cho tôi. Mà tôi thích tôi cái chiêu. Chính xác. Truyền cảm hứng mà cho tôi kiểu theo cái nghề này make up á, kiểu như coi này nọ. Thật sự là chiêu với lại Shen. Nhưng mà thật sự là chiêu. Cái thời đó thì thấy rất là đỉnh luôn. Cái lần đầu mà tôi chuẩn bị ra cái nghề make up á là tầm khoảng 3-4 năm về trước á. Là học xong rồi nhưng mà tôi vẫn chưa có dám ra nghề. Thì chiêu là cái người mà kiểu nhận xét cho tôi, chắc bà không biết đâu. Cái này chắc tôi với lại Chiêu biết. Đó tôi nhận make up cho khách, Chiêu có góp ý cho tôi rất là thẳng thắn. Mặc dù là tôi với lại Chiêu không có thân lắm á, tôi đánh mắt cho Dung á, là kiểu Chiêu nói là cái này bà lên chưa có được đều nè, cũng đẹp mà lên chưa được đều, mà Chiêu nói thẳng luôn á. Tôi rất là quý Chiêu và Chiêu là chắc Chiêu với lại Shen là cái người truyền cảm hứng make up cho tôi. Kiểu bên Hàn Quốc họ rất thích dùng những cái màu này á. Thì kiểu nhìn mặt mình á, nó hiền lại á. Thì cho phần mắt hôm nay thì sử dụng cái bảng mắt. Yes, cái bảng mắt mà tôi nghĩ là không phải riêng gì Ti mà cũng rất là nhiều
người thích luôn á. Kiểu như nhìn những cái màu nó rất là dễ xài, rất là dễ xài luôn á. Ti thì Ti nhìn vô những cái bảng mắt nào là đập được Ti, những cái màu nâu cam, cái màu nhũ mà nó hơi ánh đồng như vậy nè, là mua liền luôn mọi người. Thì cái bảng này là bảng gì bạn? Coral Top của Clio. Thì cái này các bạn có thể tìm mua ở Beauty Box hoặc là branded store luôn. Ti sẽ link ở dưới nha. Đây, đầu tiên Ti sẽ sử dụng cái màu cam này. Ở trong cái hình Nayeon không có để nhiều màu mắt đúng không ạ? Tôi thấy là nó kiểu cái phần cái màu nền nó loang hơi bị nhiều. Còn nhấn đuôi thì ít. Tôi biết Tiên thích ca sĩ nào nhất? Ở Việt Nam hay nước ngoài? Nước ngoài trước đi. Nước ngoài hả? Mọi người biết mà. Blackpink với lại BTS. Ơi Tiên vậy á. Thì còn ca sĩ Việt Nam thì sao? Tôi nghĩ là tôi thích kiểu nghe những cái bài nhạc mà người ta lặp đi lặp lại nhiều quá, kiểu như nó hot á. Chứ tôi không thích một cái ca sĩ. Mình thích cái nhạc này hot hơn nhiều lắm. Dạo này thì Tiên hay nghe Hoàng Thùy Linh. Dạ anh như vậy, rất là thích Hoàng Thùy Linh. Hay lắm. Diễn viên người nổi tiếng nào thích nhất? Kiểu như tôi thích cái vẻ đẹp của Kylie. Còn tôi thích cái sống cuộc sống của Jeffrey. Tôi không có thích ai Mỹ quá nhiều. Tôi chắc tôi thích Hàn Quốc hơn mọi người. Lisa hả? Tôi thích Rosé. Bà chơi giống xã thì được á. Thế hả? Tiếp theo thì sẽ sử dụng một cái màu nâu cam đậm. Tôi sẽ nhấn nhẹ ít cái đuôi mắt thôi. Tại vì mắt của Nayeon kiểu nó to, bạn nó to tròn. Còn mắt bạn tôi thấy là kiểu nó cũng to mà tôi muốn nó cho nó cái chiều dài với lại nó sâu chút á. Tôi sẽ nhấn nhẹ cái phần đuôi nè. Bộ phim thích nhất của hai người là gì? Chắc là Parasite quá. Ghê quá, mới coi cái đó ngoài xong rồi. Ký sinh trùng á. Hay quá luôn á. Tôi cũng đúng rồi, tôi thích cái đó. Hay quá luôn á. Kiểu nó quá là hay, twist, plot twist luôn á trời ơi. Kiểu nó hay mà có quá nhiều ẩn dụ mà. Coi phim xong rồi bị ngẫm lại á. Kiểu những cái chi tiết nhỏ như cái mùi, kiểu mùi của người nghèo nó hay ha. Với lại người cách người nghèo nữa, tôi nghĩ là Shane nên coi những cái phim đó nhiều hơn. Rồi, để biết. Ok, tiếp theo là tôi sẽ dùng nhũ luôn. Tôi dùng nhũ như thế này. Nơi du lịch người thích nhất đã từng đi. Chắc Maldives á. Chắc tôi nghĩ Ti thích mà đẹp nhất mà Ti chưa biết đi. Ti nghĩ đi không đi mà Ti chắc chắn là nó sẽ đẹp á. Đẹp lắm Ti ơi. Nên đi á. Ti Thái, không Hàn Quốc. Hàn Quốc tôi thấy là đẹp thiệt nhưng mà đồ ăn không hợp á. Trời vậy luôn. Đồ ăn không hợp. Nóng lắm hả? Không, kiểu tôi ăn bệnh ăn lúc nào cũng nó nóng quá. Tôi đi mùa lạnh quá. Mùa lạnh lúc nào nó cũng bán ớt bột nhiều với lại đi đâu cũng kim chi ăn nhiều quá cho nên là bây giờ bị nóng tùm lum. Bị nóng tùm lum lam. Tiếp theo là Ti sẽ sử dụng cái eyeliner mà dạng sáp á. Ti sẽ kẻ cái viền trong cho thì Ti làm cho Ti là kiểu đúng những cái bước với lại những cái thao tác mà kiểu bên Hàn Quốc luôn á. Này đúng những gì mà cô giáo Ti học bên Hàn Quốc chỉ luôn á. Nếu mà kẻ ở trên họ sẽ không có bao giờ kẻ màu đen hết á, sẽ dùng màu nâu đậm. Còn họ nếu mà kẻ họ sẽ kiểu lằn cái mắt lên, sẽ kẻ một cái đường mỏng dưới đây. Vậy cái này tự dễ thì ok nha. Tôi dễ dùng mặt á. Một đàn ông lý tưởng của hai người là gì? Một lý tưởng của Ti đang nằm trong phòng. Ồ, đang nằm trong phòng. Kiểu Ti thích, kiểu không có bị, kiểu nó bị không phải gò bó bà. Đồ quá. Đổi đi, gò bó hả? Là này không hợp, chơi đánh chữ không hợp rồi. Gò bó thì sao? Nó gò lại. Ti mở hình mẫu lý tưởng của Ti nha là trai cao hơn 1m8. Ai đang xem video này 1m8 thì thính nhẹ cho Ti nha. Tất cả những bạn trai cũ của Ti đều cho 1m8. Con trai cũ gần đây bà con biết trai là phải đô không biết đâu. Không, tôi không khóc public. Thì tiếp theo Ti sẽ tạo khối cho Ti bằng cái này của Fenty Beauty. Màu này là màu Indian. Ti đã đi coi bao nhiêu concert rồi? Ti chỉ đi coi concert với là ông xã Blackpink. Chứ Ti kiểu Ti thích ở nhà nghe là đủ rồi. Nhưng mà trước đi cái concert của Blackpink là đỉnh thiệt sự. Kiểu nó hay. Chắc là do Ti không có kiểu như nghe ngoài đời nó rất là hay luôn. Đúng rồi nha, nó giống như là nó live á. Nó rất là hay và cảm giác nó khác nhiều so với âm nhạc. Cái lúc mà Blackpink bước ra Ti kiểu trời ơi my god. Bà có bị nổi da gà cái lúc mà lên cái hình đúng bắn rồi, nói đó. Tự nhiên không biết sao cuối cùng mà như tôi bị nổi da gà vậy, chắc nổi da gà rồi má. Nguyên cái kiền từ dưới chưa lên á. Cái hình bắn cái hình như nổi da gà chưa. Nó hạt đường đẹp như là cái khúc mà tắt hết đèn á bạn. Tắt hết đèn đẹp ha. Tiếp theo thì sẽ tạo sống mũi hen. Cái nam lan, cái bún bò. Còn tôi là tôi thích những cái món Việt Nam mà dân dã. Thịt kho hột vịt nè, rồi phở bún bò này nọ. Tiên suy nghĩ đó, ông mẹ Tiên kiểu như là một người phụ nữ, giống như là một doanh nhân nữ Việt Nam á, các mẹ á. Cái là kiểu như là một người vợ nội trợ của Việt Nam luôn á. Vậy mới là chủ cả thế giới đúng không? Đúng rồi, chủ thế giới. Ok,
Ok, tiếp theo là Ti sẽ vẽ một cái đuôi mắt cho Tiên kiểu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, và kiểu nó làm mắt Tiên nó hơi hơi nét cái phần đuôi xí á. Nhìn xuống mặt. Ok, tiếp theo là Ti sẽ sử dụng cái màu nâu đậm này nè. Ti sẽ kiểu tán cho cái đường kẻ mắt nó nhạt đi bớt á, và đừng, nó đừng có bị đậm quá. Và dùng kẻ mắt bằng nước không, khi nó khô này sẽ bóng bóng á. Tôi không thích cái cảm giác bóng đó, và cô tôi cũng không thích nữa, cho nên là cô tôi sẽ, với lại tôi luôn á, là sẽ lấy cái phấn đè lên cái đó cho nó lì lì, những cái kẻ mắt cho nó lì. Hàn Quốc họ hay vậy á. Ừ. Theo là Ti sẽ gắn mi giả cho Tiên. Nhìn xuống mặt. Ok, và Ti đã vừa gắn mi cho Tiên xong rồi. Tiếp theo Ti sẽ kiểu Ti bấm một lần nữa để cho mi thiệt với mi giả nó liền lại với nhau á. Cái này là Ti sử dụng cái mi Ti mua bên Hàn Quốc luôn, cho nên là nhìn nó rất là Hàn Quốc. Và những cái đồ nãy giờ Ti sử dụng cũng rất là Hàn Quốc, nhưng mà địa chỉ mua tại Việt Nam nha mọi người. Beauty Box. Oh yes. Thì ở cái hai cái đầu mắt á, khi mà dán mi nó sẽ bị cục cái đầu á, cho nên phải nối lại bằng cái eyeliner. Nhìn lên mặt. Ok, tiếp theo là Ti sẽ sử dụng màu má hồng. Thì Ti sẽ sử dụng cái tông má nó màu em, kiểu nó nhạt nhạt, cái tông lạnh luôn. Đúng rồi. Ừ, Ti sẽ dùng cái màu kem nhạt nhạt thế này. Thì cái màu này Ti thấy là cũng rất là nhiều idol K-pop xài á, kiểu đèn chiếu cho nó rất là dễ thương. Tiếp theo là Ti sẽ dùng một cái màu đậm, Ti sẽ nhấn ở giữa. Tiếp theo là Ti sẽ dùng highlight của MAC. Ti sẽ lấy lại độ căng bóng cho Ti, tập trung những cái điểm mà căng bóng của Ti nè. Như cái mặt của Ti rất là phính phính ngay cái vùng má nè. Bởi vì cái mặt phính đó, nay anh mặt cũng đúng phính rồi, đó mọi người. Cho nên là Ti sẽ nhấn cái điểm này cho Ti. Nhiều người lại không thích cái này nhưng mà Ti rất là thích kiểu nó phính lên. Ừ. Kiểu nó phính rất là dễ thương quá. Ok, tiếp theo là Ti sẽ sử dụng mascara mi dưới. Đây cũng là một cái kiểu như cái phát hiện mà Ti thấy đỉnh nhất mà khi Ti đến Beauty Box. Đó là cái này nè, của Givenchy hả? Givenchy. Ừ. Nó là một cái hiệu, phone này cũng ai xài lắm á. Ừ, tôi thấy cái này nó đỉnh lắm luôn á. Cái nó Givenchy. Không phải cái này. Ok, tiếp theo sẽ đến phần son. Thì bữa nay Ti sử dụng cái thỏi son mà Tiên rất là thích. Và Ti thấy là cái màu này nó cũng rất là Hàn Quốc và hợp với lại cái tông makeup này đó, cái dòng của Cleo hả? Thì cái dòng này là một cái dòng nó hơi bóng chút xíu nhưng mà nó lại không có làm cho bị môi cái vị à, kiểu veil tint là kiểu velvet với lại tint phải không? Nó là bóng nhưng mà nó không có bị quá bóng mà kiểu bóng nhảy á, nó kiểu đậm tint hơn. Bóng mà không kiểu bóng gió dơ. Trời ơi, đẹp thiệt các mọi người. Thường thường nếu mà muốn cái chất này đó là tôi phải dùng cái son mà Velvet. Xong là không, tôi sẽ đẹp lắm bà. Cho thêm một cái đúng cái son bóng của bà Xe. Còn cái này kiểu nó mix lại luôn, cho nên mọi người khỏi cần kết hợp son bóng với lại son kem lì. Đẹp thật sự luôn á, cái này đúng kiểu Hàn Quốc luôn á. Ta có tóc giả thử đổi ha, bây giờ tôi sẽ đổi tóc giả cho Tiên nha. Oh my god. Đây là lần đầu tiên mà đổi tóc giả đúng không? Yes, không có một lần rồi, nhưng mà nó là channel của Ocean. Gắn tóc thôi chứ phải đổi tóc giả. Chứ tôi chưa biết tôi đổi tóc giả đó. Ừ, bây giờ tôi sẽ cho bà thử. Khách mời đặc biệt. Trời ơi. Hello mọi người, thì đây là Ti vừa mới đổi tóc giả cho Tiên để cho kiểu giống Hàn Quốc hơn, tại vì tóc Tiên hơi ngắn á. Nhìn bà rất là khác luôn á. Không bao giờ tôi đã tóc rồi hết. Mọi người chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Chưa đâu. Yeah. Trời, cái này kiểu là nhìn bà kiểu thôi, không phải là bà luôn á. Không nhận là tôi. Anh nhớ hả xe ôt. Nào nha, mita, phong ngọc xin mita. Ngọc xin mita. Mita, ta. Mita, ta và you. Trời, nhìn bà Hàn Quốc lắm luôn á. Thì ok, Ti đã vừa hoàn thành xong phần makeup cho Tiên, đó là makeup lấy cảm hứng từ Neon. Đọc đúng không bà? Neon. Mọi người thấy Tiên giống chưa mọi người? Tiên chưa bao giờ thấy Tiên thật sự là Tiên giống lắm. Thật sự luôn, nhưng mà kiểu nhìn bà rất là kiểu giống, cũng giống nhưng mà kiểu là một cái gì đó nó rất là Tiên mà Tiên khác á. Tiên lê in your area. Tiên không có bao giờ makeup mà nó kỹ đến cái mức này mọi người. Mi, lashes nó rất là on point luôn. Rồi xong rồi kiểu ở dưới đây kiểu có nhũ này nọ nhìn. Nhưng mà nhìn cái mi rất là tự nhiên á Ti. Ờ, nó không có lộ gì. Đúng rồi, nó không có lộ luôn. Nhìn nó giống như mi của Tiên, giống như đi nói mi vậy á. Xong rồi cái lớp nền thì thôi khỏi nói rồi, Tiên đánh không, tôi nghĩ là da Tiên hợp á. Hồi nãy Ti đánh cái này trong cái video của Ti kiểu nó nhìn nó bị rít rít làm sao, nhưng mà lên Tiên kiểu nó rất là hợp luôn. Cái cushion này tôi nghĩ là những bạn nào mà da giống Tiên á nên mua nha mọi người.
với lại cái chai này. Nãy giờ Tea Makeup cho tiền là Tea thấy hai cái món này mọi người nên mua nhất nè. Một là cái này của Chanel, còn cái này của Clio. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của Tiên cũng như là Tiên. Cảm ơn Tiên đã làm khách mời rất là đặc biệt, đã makeup cho Tiên, hóa trang Tiên thành Nayeon theo rất là nhiều lời yêu cầu của các bạn. Và Tiên mong là sẽ có một cái collab sớm đối với Tiên again on my channel. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Nhớ follow Tiên cũng như là Ti trên Instagram, Facebook và subscribe kênh YouTube của tụi mình nha. Cảm ơn mọi người. Follow Khánh Bang Chan. Thank you Shane, đó là khách mời. Khách mời. Khách mời tạm thời, khách mời đọc câu hỏi cho tụi mình. Shane nói chung là có Shane bữa nay là giúp tụi mình rất là nhiều. Kiểu như quay không có bị áp lực các bạn. Kiểu như quay không có bị mệt đó. Ok, cảm ơn mọi người.